Tóc rụng, mỏng và cách xử trí, tóc rụng và mỏng có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm căng thẳng, chế độ ăn uống không cân đối, thiếu chất dinh dưỡng, tác động môi trường, di truyền, sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc không đúng cách và nhiều yếu tố khác. Đây là một số gợi ý để xử lý tình trạng tóc rụng và mỏng. 1. Dinh dưỡng, bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng cho tóc như vitamin B, vitamin E, sắt kẽm và protein bằng cách ăn một chế độ ăn đa dạng và cân đối. Bạn có thể tư vấn với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết thêm thông tin cụ thể về chế độ ăn hợp lý cho tóc khỏe mạnh. 2. Chăm sóc tóc đúng cách, sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp với loại tóc của bạn và tránh sử dụng quá nhiều hóa chất và nhiệt lượng. Hạn chế việc sử dụng máy sấy, máy duỗi và các loại thiết bị tạo kiểu khác. 3. Tránh căng thẳng. Cố gắng giảm căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày bằng cách tập thể dục, thực hiện các phương pháp thư giãn như yoga, medita và duy trì một giấc ngủ đủ và chất lượng. 4. Tránh xử lý tóc quá mức, hạn chế việc kéo, bệnh và buộc tóc quá chặt, vì điều này có thể gây căng thẳng cho tóc và gây ra tóc rụng. 5. Kiểm tra sức khỏe tổng quát, nếu tóc rụng và mỏng không giảm sau khi bạn thực hiện các biện pháp chăm sóc tóc cơ bản nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia tóc để kiểm tra sức khỏe tổng quát và xác định nguyên nhân cụ thể nhớ rằng mỗi người có tình trạng tóc khác nhau và những gợi ý trên chỉ là một số phương pháp thông thường việc tư vấn với chuyên gia tóc hoặc bác sĩ sẽ giúp bạn có được lời khuyên tốt nhất cho tình trạng tóc của riêng bạn